Xin mời bà con cùng chúng tôi xem máy ép cám viên điền trục Takio TK180 ép viên cám cho gia súc, gia cầm ăn, cách thức hoạt động và cách ép viên như thế nào. Nguyên liệu của chúng tôi là rau muống được thái nhỏ. Kỹ thuật viên đang gom lại. Sau đó là gạo, hạt gạo nha bà con. Tiếp theo là hạt bắp. Cuối cùng là nguyên liệu là cám. Cám này thì có thể là cám ngô, cám gạo hoặc là các loại ngũ cốc, đậu tương, đậu lành chúng ta xay ra. Sau khi đổ vào thì chúng ta sẽ khuấy trộn đều lên với nhau. Nếu lượng rau mà chưa đầy đủ đạt thì bà con có thể cho thêm một ít nước vào để làm sao cho cái độ ẩm của nó đạt từ khoảng 25 đến 27 độ. Thì cái nguyên liệu ép ra nó sẽ đều và đẹp và máy nó sẽ nhẹ. Nếu mà bà con mà để nguyên liệu mà nó khô quá thì ép viên nó ra sẽ không được đẹp và cái năng suất của nó sẽ chậm và thậm chí là có thể nghẹt máy. Còn nếu mà mình phối trộn mà nó ướt quá thì viên cám ra nó sẽ bị ướt và nó sẽ không được chắc và khô. Còn nếu ướt quá thì nó cũng nghẹt máy luôn, không có thể đá thành viên được. Bà con lưu ý ha. Sau khi kỹ thuật viên phối trộn xong thì bây giờ chúng tôi sẽ khởi động máy và ép cho bà con xem. Đây là dòng máy ép cám viên ba quả nô Takio TK180. Chúng ta cho nguyên liệu vào và sau đó là siết nhẹ hai cái đầu ốc quả Duno để nén sao cho viên cám ra chắc. Khi chúng ta cho vào viên cám ra đều, máy chạy ổn định thì chúng ta sẽ đổ nhiều nguyên liệu vào và máy cũng được chạy ra. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay cận cảnh để bà con xem viên cám ra. Khi mà viên cám mà chúng ta phối trộn độ ẩm vừa đủ thì viên cám ra rất đều và chắc. Cái lượng cám ra rất là nhanh và đẹp. Khi ép ra xong thì có thể cho gà và vịt ăn được luôn, cho gia súc gia cầm ăn được. Đây là dòng ép các nguyên liệu có sẵn trong gia đình, chúng ta có thể tận dụng được từ các loại rau bèo, lục bình, cỏ, các loại cua, cá chúng ta phối trộn vào. Và nó là dòng nguyên chất, không có chất bảo quản, vì khi mà ép xong thì bà con có thể sử dụng cho gia súc gia cầm ăn luôn và có thể bảo quản được 3 đến 5 ngày thì chúng ta sẽ ép mới để cho gia súc gia cầm ăn. Khi chúng ta để lâu quá nó không có chất bảo quản thì nó sẽ bị mốc. Đây bà con có thể xem viên cám ra rất là đều và đẹp. Máy có lưỡi điều chỉnh để cho viên cám nó dài và ngắn tùy theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ gà con gà nhỏ thì mình cho là viên cám nó là ngắn lại. Còn nếu mà gà vịt lớn thì mình để viên cám đường kính như chúng tôi đang chỉnh khoảng chừng 1 cm. Máy ép cám viên liền trục Takio TK180 được bảo hành chính hãng 18 tháng, được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Nếu quý bà con có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.